Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả rất mới, tác giả Quốc Tuệ. Câu chuyện có tựa đề là Oan Hồn Hai Mẹ Con Trong Giếng. Đây là một câu chuyện theo ghi chú của tác giả, là một câu chuyện có thật do chính tác giả đã gặp trong cuộc đời. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Oan Hồn Hai Mẹ Con Trong Giếng, tác giả Quốc Tuệ, có phần diễn đọc của Bích Soạn. Tên của tôi là Minh, tôi là một đứa trẻ không may mắn. Theo như các bậc cao niên thường nói, trai mùng một gái hôm rằm. Tôi sinh ra đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đó là một ngày toàn âm duy nhất trong năm. Đã vậy, ngày sinh bát tự của tôi lại toàn âm, thuộc loại rất dễ chiêu gọi ma quỷ. Cũng chính vì vậy mà tôi rất hay nhìn thấy ma quỷ. Mỗi lần như vậy tôi đều bị ốm nặng một trận, nhẹ thì phải nằm liệt mất mấy ngày. Lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ là khi tôi vào học lớp 3 trường tiểu học Trần Văn Ơn. Vì bố mẹ tôi làm công nhân của nhà máy xi măng, cho nên gia đình tôi được nhà máy phân cho một căn phòng nhỏ trên tầng 2, ngay trên cầu thang nối lên tầng thứ 3, có một tòa nhà tập thể 3 tầng, đã được xây dựng từ những năm 30 tại bãi rác. Tức là năm đầu thập niên 80, ban đầu trên tầng 2 có 4 gia đình cùng ở. Thế nhưng cách đây không lâu, một gia đình ở ngay sát cầu thang đã chuyển đi. Bên trái nhà tôi là gia đình bà Hoa, sát nhà tôi phía bên phải là gia đình cô Liễu. Trên tầng 3 đã đổ nát rất thảm tệ, chỉ có một hộ gia đình sinh sống, nhưng cũng đã dọn đi cách đây không lâu. Ba gian đổ nát còn lại đều bị bỏ hoang. Nếu ai ở trong các tòa nhà tập thể ngày xưa chắc đều biết, mỗi một tầng đều có một không gian chung để nấu cơm và tắm giặt. Vì bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức, vào thời điểm đó mẹ tôi thường xuyên đi làm ca đêm, thế nên mẹ tôi đã nhờ bà Hoa trông nom tôi. Năm đó bà Hoa khoảng chừng 60 tuổi, dáng người thấp bé nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Bà Hoa suốt ngày la mắng tôi. Bà Hoa thuộc mẫu người cổ hủ, chỉ biết đọc được vài chữ. Bà Hoa còn là người rất mê tín dị đoan. Bà ta thường xuyên dặn dò tôi và đứa cháu ngoại của bà ta là thằng Hoàng. Nơi chúng ta đang ở là một tòa nhà tập thể cũ, mà nhà cũ thì thường có nhiều thứ tà vật mà chúng ta không nhìn thấy. Hai đứa đừng có nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, nhất là không được lên tầng 3, cẩn thận lại gặp ma gặp quỷ, đến lúc đó có muốn nối hận cũng không kịp đâu. Thằng Hoàng cháu của bà Hoa kém tôi 2 tuổi, chúng tôi đều là những đứa trẻ rất nghịch ngợm. Nghe bà Hoa căn dặn như vậy, chúng tôi luôn miệng hứa cho qua. Thế nhưng khi quay lưng đi thì chúng tôi làm mặt quỷ với nhau, cả hai đều không coi lời căn dặn của bà là gì. Cứ một hôm tôi ăn xong cơm chỉ mới hơn 5 giờ chiều, mẹ tôi đi làm ca đêm, bố tôi cũng phải làm thêm giờ đến nửa đêm mới về. Lúc đó là mùa hè, trời vẫn còn rất nắng, thời tiết rất là nóng bức. Rất nhiều người đi ra ngoài hóng mát. Bà Hoa cũng đưa tôi và thằng Hoàng ra nằm trên chiếc chõng tre bên ngoài sân khu tập thể. Ngồi trên nói chuyện được một hồi tôi chợt nhớ ra, mình còn một bài tập chưa làm xong. Thế cho nên tôi đứng dậy nói với bà Hoa, cháu phải về làm bài tập. Sau đó tôi quay trở lại lên tầng 2 của tòa nhà tập thể. Đi qua cầu thang tầng thứ nhất và thứ hai, tôi mở cánh cửa gỗ ngăn đối lên tầng 3. Cánh cửa gỗ để trên tầng 3 vừa được mở ra, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới. Tôi cảm thấy phía sau gáy tôi lạnh. Hơn nữa tôi còn cảm thấy như có ai đó đang thổi vào gáy của tôi. Tôi vẫn còn nghĩ chắc là thằng Hoàng đang trêu tôi, thế nên tôi dừng chân lại rồi ngoảnh mặt nhìn ra đằng sau. Bên trong cầu thang rất tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chiếc ghế gỗ và một chiếc xe đạp được đặt ở hành lang chung. Bên trong cầu thang tối om không hề có ai, không có người nào cả. Tôi gãi gãi đầu rồi chuẩn bị bước lên trên tầng 3. Đi qua gian nhà bếp kiêm phòng ăn chung của mấy gia đình, tôi vừa đi vừa suy nghĩ làm thế nào để viết nốt bài tập làm văn. Nhưng khi tôi vừa đi hết cầu thang lên tầng 3,
Đột nhiên tôi thấy một bà già ăn mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng kiểu rất cổ lão. Bà lão đang cong người xách hai vật màu gì đó màu đen trên mặt đất. Thân hình của bà lão rất cao, mái tóc dài bạc trắng trông rất nổi bật. Rất có thể mắt của bà ta có vấn đề. Bà ta đang run rẩy lần mò một thứ gì đó. Tôi thấy dáng lưng của bà ta quen quen, thế nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi bước nhanh tới rồi nói: "Bà ơi, bà muốn làm gì để cháu giúp?" Bà lão run rẩy đáp: "Tốt quá, giúp bà mang hai cái phích nước nóng lên." Bà lão không hề quay đầu lại, bà ta chỉ từ từ đứng thẳng lưng lên rồi bước về phía trước. Tôi không người xuống nhìn xem, hai thứ màu đen đang nằm trên mặt đất đúng là hai cái phích nước. Hai tay của tôi nhấc lên. Quái lạ sao hai chiếc phích này lại nhẹ như vậy, chẳng lẽ bà lão quên không rót nước? Tôi đi theo bà lão trên cầu thang, một bậc, hai bậc rồi ba bậc. Trong cầu thang vang lên tiếng bước chân của tôi. Quái lạ tại sao tôi không nghe tiếng bước chân của bà ta. Vừa đi tôi vừa tùy tiện hỏi: "Bà ơi, nhà bà ở đâu?" Trong đầu của tôi thầm nghĩ, bà ta đang đi lên trên tầng, vậy tầng trên có những nhà nào, có phải gia đình bà lão này mới chuyển đến đây? Nhưng hôm nay tôi đâu có thấy ai chuyển tới. Tôi còn đang mải suy nghĩ, có lẽ bà lão đang nghe thấy tôi hỏi, thế nên bà đột ngột dừng chân lại. Suýt nữa tôi đã húc vào lưng của bà. Rồi chỉ nghe bà nói: "Đứa bé này là ta. Ta mới đi vắng một thời gian ngắn mà cháu đã không nhận ra bà sao?" Nói xong bà ta chậm chậm quay đầu nhìn tôi. Chỉ thấy trên trán của bà có hai nếp nhăn dài, sâu như vết sẹo, đôi mắt trắng như là mắt cá chết, khuôn mặt nhăn nheo trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt của tôi mở toàn hít cỡ, toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Không thể nào, bà ta chính là bà lão trong gia đình ở ngay sát cầu thang lên tầng 3. Gia đình của bà ta mới chuyển đi cách đây không lâu. Đó là bà Nhung. Thế nhưng bà Nhung đã chết cách đây 3 tháng. Sau đó gia đình của bà ta mới chuyển đi cơ mà. "Mình, cháu sao vậy? Bà muốn quay lại thăm mọi người trong khu nhà tập thể này. Thế nhưng tất cả mọi người đều bận rộn không quan tâm đến bà. Bà muốn pha chè uống. Thế nhưng mà ngay cả nước nóng cũng không có. Không may có cháu mang giúp bà phích nước lên đây." Bà Nhung vừa nói vừa giơ tay về phía tôi. Bà ta định xoa đầu của tôi. Song điều và hành động của bà Nhung rất quen thuộc. Tôi có cảm giác như bà Nhung vẫn còn sống. Tôi đứng ngây người ra trên hành lang cho đến khi bàn tay của bà Nhung chạm vào đầu tôi. Bàn tay của bà Nhung vừa cứng vừa lạnh ngắt như một cục bê tông trong mùa đông. Không hề có một chút hơi ấm nào. Tay của bà ta không còn hơi ấm như ngày trước. Tôi giật mình vội lùi lại phía sau, nhưng chân tôi đã bước hụt. Tôi ngã bệt xuống hành lang đầy gạch đá lộn nhộn. Hai chiếc phích nước rời khỏi tay rơi xuống đất. Tôi cũng không kịp quan tâm đến việc mình bị ngã làm sao. Tôi vội vàng đứng dậy, sau đó quay người chạy như điên xuống dưới cầu thang. "Mình, cháu đừng chạy." Bên tai của tôi còn nghe tiếng của bà Nhung gọi. "Không phải bà Nhung, không thể nào." Tôi nhắm mắt lại chạy thục mạng. Cũng may mà hành lang trống không, tôi không bị va vào thứ gì cả. Cứ như vậy tôi chạy một hơi ra khỏi nhà tập thể. "Mình à, cháu sao vậy? Cứ như bị ma đuổi vậy." Tôi mở tròn mắt ra, miệng thở hồng hộc. Tim tôi đập nhanh như trống trận. Tôi lắp bắp: Co. Tôi không thể nói được hết câu. Bà Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của tôi. "Cháu nhìn thấy thứ gì? Đừng gấp, cứ từ từ nói. Có chuyện gì vậy? Không phải cháu nói là về nhà làm bài tập, sao lại chạy ra ngoài như ma đuổi vậy?" Trên cầu thang tầng 2, cháu thấy bà Nhung." "Cái gì, bà Nhung?" Sắc mặt của bà Hoa cũng lập tức trắng bệch, bà ta hoảng hốt rồi nói: "Mình, cháu đừng có nói bậy. Bà Nhung sang thế giới bên kia từ mấy tháng trước, bà ta không thể về được nữa. Nhưng cháu thực sự thấy bà ta còn nhờ cháu mang giúp hai phích nước lên tầng nữa." Bà Hoa đứng dậy rồi nói: "Cháu nói có thật không? Chúng ta sẽ đi kiểm tra." Tôi sợ hãi rồi đáp: "Cháu không sao. Có lẽ do cháu bị hoa mắt." Bà Hoa dứt khoát nói: "Đi, bà sẽ đi cùng cháu." Nói xong không để tôi kịp suy nghĩ gì thêm, bà Hoa kéo tôi lên khu nhà tập thể. Khi chúng tôi lên đến cầu thang, tôi nấp sau lưng của bà Hoa.
Cả hai đều hồi hộp nhìn bốn phía xung quanh. Ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Trên cầu thang trên tầng 3 không hề có gì, thậm chí ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy. Bây giờ bà Hoa mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: Minh à, không có gì cả. Vừa rồi chắc cháu bị hoa mắt, thôi mau về làm bài tập đi. Thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng của tôi vẫn có chút băn khoăn. Liệu có phải tôi đã bị hoa mắt hay là tôi đã bị huyễn giác? Tôi từ phía sau lưng của bà Hoa bước ra, chuẩn bị bước lên cầu thang. Nhưng khi tôi vừa nhấc chân, bất ngờ tôi nhảy dựng lên như bị điện giật. Bà Hoa cũng bị tôi làm cho giật mình hoảng sợ, bà ta vội nói: Lại làm sao nữa? Ở đó có thứ gì hay sao? Bà Hoa vội vàng nhìn sang hướng tay của tôi chỉ. Ở trong góc tối của cầu thang có hai thứ đen gì, đó chính là chiếc phích nước. Chính xác mà nói, đó chỉ là hai chiếc vỏ phích nước. Bà Hoa bước lại gần cầu thang, bà ta cẩn thận kiểm tra hai cái vỏ phích. Trong lòng của tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, bởi vì tôi có thể khẳng định, khi chúng tôi ra ngoài hóng mát, ở góc cầu thang hoàn toàn không có thứ gì. Vì trời nắng nóng, góc cầu thang của tòa nhà thường có côn trùng vào tránh nóng, cho nên không có ai để đồ ở đó. Từ lúc chúng tôi đi hóng mát cho đến khi tôi quay về làm bài tập, tôi không hề thấy có người bước chân vào tòa nhà. Bởi vì khu tập thể này có duy nhất một cái cổng. Biết phải làm sao bây giờ? Bà ta tại sao quay trở lại? Giọng của bà Hoa đã có chút run rẩy. Hai chiếc vỏ phích đó đúng là của bà Nhung. Sau khi bà Nhung mất, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy con trai của bà Nhung bán hai chiếc vỏ phích cộng với một số đồ đồng nát khác cho một người chuyên thu mua phế liệu. Tôi đứng thẫn thờ ở đó không biết làm gì. Bà Hoa đi mấy vòng kiểm tra. Cuối cùng thì bà Hoa cũng lấy lại được bình tĩnh. Bà dắt tay tôi rồi nói: Mình này, cháu ra ngoài hóng mát với thằng Hoàng. Bà Hoa nói: Bà Hoa ra ngoài một chuyến rồi về ngay. Trước khi trở về, cháu và thằng Hoàng cứ ở ngoài, đừng có về nhà vội. Bà Hoa đi khoảng chừng hơn một tiếng, cuối cùng thì bà trở về với một chiếc túi vải màu vàng. Lúc này trời cũng đã tối, tôi và thằng Hoàng vẫn ngồi ở bên ngoài. Bà Hoa bảo thằng Hoàng tạm sang nhà của một người hàng xóm để chơi. Sau đó bà Hoa dắt tôi lên cầu thang. Bên trong cầu thang tối om, căn bản không nhìn thấy gì. Bà Hoa không bật đèn cầu thang mà lấy từ trong túi vải ra cây nến trắng rồi thắp lên. Trong ánh nến lè lói, thái độ của bà Hoa tỏ ra bình tĩnh. Sau khi chúng tôi lên đến nhà, bà Hoa lấy từ trong tủ chán ra một cái bát ăn cơm. Bà đổ đầy gạo vào trong bát rồi đặt ở bậc cầu thang đầu tiên nối lên tầng 3. Tiếp theo bà Hoa lấy ra một nắm hương châm lửa. Sau khi thắp xong, bà Hoa rút bao que hương cắm vào bát gạo. Bà Hoa lấy một cái bát to khác rồi đổ đầy một bát nước máy sạch. Tiếp theo bà Hoa lại lấy trong túi vải ra một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật có đầy những hình vẽ loằng ngoằng bằng mực đỏ. Sau khi làm xong việc này, bà Hoa lại rút thêm 6 nén hương. Bà cầm lấy nén hương cùng tôi lặng lẽ chờ đợi. Trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, tôi có cảm giác như thời gian ngưng đọng. Mấy nén hương đã cháy được một nửa vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi không nén nổi sợ hãi, vội kéo góc vạt áo của bà Hoa. Đúng vào lúc này một trận âm phong lạnh buốt thổi tới. Trong ánh nến mờ ảo, hình như có một bóng trắng lờ mờ hiện ra trên cầu thang. Tôi lập tức nấp sau lưng của bà. Tôi nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của bà Hoa: Bà Nhung, có phải là bà không? Không có ai trả lời, bà Hoa lại tiếp: Bà Nhung, bà đã mất rồi sao còn quay trở lại? Bà còn việc gì cứ thắc mộng cho tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bà, đừng có dọa mấy đứa nhỏ. Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng tôi mơ hồ nghe thấy tiếng những tiếng khóc nghẹn ngào, âm thanh có chút khàn khàn, nghe giống như tiếng khóc của bà Nhung. Bà Hoa lạnh nhắc: Bà Nhung, bà có việc gì cần tôi giúp không? Giọng nói khàn khàn của bà Nhung vang lên: Tôi xuống dưới đó mà không có gì cả. Tôi đã tìm kiếm rất lâu mới thấy hai cây phích nước, cũng không có ai đến thăm tôi. Người nhà của bà không chuẩn bị cho bà thứ gì sao? Nhưng bà Nhung không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc chập chờn lúc có lúc không. Bóng trắng trên cầu thang mở đi, dần dần tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi biến mất. Một trận đâm phong lạnh lẽo khác lại thổi tới.
Trong cầu thang không còn gì nữa, cũng không còn nghe tiếng khóc nữa. Bà Hòa lúc này gọi thêm vài tiếng: "Bà Nhung, bà còn đó không?" Thế nhưng cầu thang hoàn toàn vắng lặng. Tôi cúi đầu nhìn xuống, mấy cây hương trên tay không biết tắt từ lúc nào. Bà Hoa nhìn vào khoảng tối trong cầu thang, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà Hoa lộ đầy vẻ bi thương. "Bà Hoa, giờ chúng ta về làm sao? Liệu bà Nhung có quay trở lại không?" "Không sao nữa đâu, cháu về ngủ đi. Bà Nhung đã đi sang thế giới khác để hưởng phúc rồi, bà ta sẽ không quay trở lại nữa." "Có đúng vậy không ạ? Chẳng phải bà Nhung vừa rồi đã phàn nàn với chúng ta?" "Không sao đâu, bà Hoa sẽ giúp bà ta. Sau này cháu nhớ phải hiếu thảo với bố mẹ nghe chưa?" Sáng ngày hôm sau, tôi thấy bà Hoa tự bỏ tiền ra mua rất nhiều giấy tiền vàng thỏi và một số đồ dùng sinh hoạt được làm bằng giấy. Sau đó bà Hoa một mình đi thăm mộ của bà Nhung. Lúc bà Hoa trở về, tôi thấy đôi mắt của bà đỏ hoe, suốt mấy ngày buồn bã không vui. Tôi không dám nói với bố mẹ hay kể chuyện với ai. Chỉ có điều là từ đó về sau, tôi không còn làm mặt quỷ mỗi khi bà Hoa lại dặn dò chúng tôi không được tự ý chạy lên tầng bà nữa. Từ khi xảy ra sự kiện gặp hồn ma của bà Nhung, tôi luôn cảm thấy buồn bã không vui. Cả sự nghịch ngợm thường ngày cũng bớt đi rất nhiều. Cũng may mà học kỳ 1 lớp 3 cũng đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu được nghỉ hè. Có một đêm tôi ở nhà một mình, cách đây mấy hôm, mẹ tôi bị bệnh tim phải nhập viện. Bố tôi giúp tôi lo bữa cơm tối rồi đi tới bệnh viện trông mẹ. Bà Hoa giúp tôi dọn dẹp nhà cửa bếp núc. Sau khi bảo tôi tắm rửa xong, bà dặn tôi đi ngủ sớm, rồi bà Hoa sang nhà cô Liễu chơi. Sau khi tắm rửa xong vẫn còn sớm cho nên tôi chưa đi ngủ. Mấy hôm nay trạm phát sóng Tam Đảo bị hầm, không bắt được tín hiệu, không thể xem tivi được. Thế nên tôi ngồi ngay cạnh cửa, dựa lưng vào khung cửa thẫn thờ nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài hành lang không bật đèn, bên phải gian nhà của tôi là nhà bà Hoa, bên trái là nhà cô Liễu. Cánh cửa gỗ lên cầu thang tầng 3, nơi bà Nhung trước đây vẫn đóng kín. Trước đây mẹ tôi thường đi làm ca ba, tôi thường phải ở một mình. Sau khi làm bài tập thì xem tivi một lúc rồi ngủ. Sau khi ngồi được một lúc, đột nhiên tôi cảm thấy có chút bất thường. Tòa nhà tập thể cũ này không có hệ thống cách âm. Bình thường lúc nào tôi cũng nghe đủ mọi âm thanh, kể cả những tiếng rào bán bánh mì đêm. Nhưng hôm nay hoàn toàn tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng vô cùng đáng sợ. Tôi thò đầu ra ngoài nhìn ra bên ngoài trời tối om. Tôi chăm chú lắng nghe hoàn toàn im lặng. Tôi đánh bảo bước ra khỏi cửa tới gõ cửa nhà bà Hoa và nhà cô Liễu bên cạnh. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng gõ cộc cộc, nhưng không có ai trả lời. Tôi hoảng sợ rồi hét lớn: "Bà Hoa, Hoàng ơi, cô Liễu." Thế nhưng điều kỳ quái là tôi gọi rất to, nhưng không có ai trả lời. Tôi đi xuống dưới tòa nhà tập thể xem sao, nhưng đột nhiên tôi nghe có tiếng gì rầm phát ra từ chỗ cầu thang. Tôi giật mình vội dòng tai lên nghe, nhưng lại không nghe tiếng động nào nữa. Trong lòng của tôi vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ bà Nhung, bà ta lại tới đây? Đột nhiên có tiếng hét sắc nhọn từ trong nhà của tôi truyền ra. Tôi sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Tôi vội vàng quay lại xem đã có chuyện gì. Hóa ra đó là âm thanh phát ra từ chiếc tivi đèn trắng. Nhưng ai đã bật tivi lên. Tôi liếc nhìn về phía cầu thang bên kia. Lối đi ở cầu thang tối om trong đêm tối trông giống như cái miệng đen ngòm khổng lồ đang há ra. Không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, tôi vội vàng chạy vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Đúng vào lúc này, tôi nghe tiếng hàng loạt tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Những tia chớp lóe lên như xé toạc màn đêm. Chỉ mấy phút sau, mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Những giọt mưa như là rất to đập ầm ầm vào mái tôn. Gió mang theo hơi lạnh khiến tôi phải rùng mình vì lạnh. Tại sao lại như vậy? Hôm trước đài dự báo thời tiết nói trong 3 ngày tới Hải Phòng sẽ có nắng to. Vậy tại sao lại có mưa rào? Tôi quay đầu nhìn vào chiếc tivi. Ôi cha mẹ ơi, lúc nãy trên màn hình tivi chỉ toàn là ruồi bay. Lúc này đột nhiên lại có tín hiệu. Hơn nữa cảnh tượng trong tivi cũng đang có mưa và sấm sét. Trong cơn mưa có ánh chớp liên tục lóe lên. Trên màn hình một người phụ nữ cô độc đang một mình đi trên con đường tối tăm đầy mưa gió.
Nhạc nền trong tivi nghe vô cùng ai oán. Sau một hồi chăm chú nhìn, tôi thực sự không dám xem tiếp. Tôi vội vàng chạy tới định tắt tivi. Nhưng đúng vào lúc này, tôi nghe có ai đó đang gõ rất mạnh vào cửa sổ sau nhà của tôi. Tôi tin rằng nếu người khác chắc cũng giống như tôi, chắc chắn sẽ bịt chặt tay lại rồi ôm đầu rúc vào dưới gầm bàn. Bởi vì tầng dưới khu nhà của tôi không có người ở. Đó là một nhà kho bỏ hoang trống hoác. Ở bên ngoài là một chiếc đệm đá hoen rỉ. Cửa sổ đã được bịt kín bằng những tấm gỗ dày. Mà từ cửa sổ phía sau nhà tôi nhìn ra, chỉ thấy mái lô của nhà tập thể khác. Khoảng cách cũng rất xa, phải tới gần chục mét. Còn nếu nhà bà Hoa hay là thằng Hoàng hoặc cô Liễu gõ cửa sổ nhà tôi thì lại càng không thể. Bởi vì tôi vừa gõ cửa gọi bọn họ nhưng đều không có ai ở nhà. Không thể là bọn họ được. Nhưng mà lúc này tôi cũng không còn suy nghĩ được nữa. Tôi đi tới vách ngăn phòng được đóng bằng mấy tấm ván gỗ. Vách ngăn này rất cao, sau đó chạy thẳng đến cửa sổ. Một tia sét lóe lên chiếu sáng cả bầu trời. Tôi nhìn một con mèo toàn thân trắng như tuyết, không hề một sợi lông tạp nào, đang đứng trên bục phía trước cửa sổ. Một cặp mắt của nó lấp lánh màu xanh lá cây, một con mắt còn lại có màu xanh lam. Đây là một con mèo trắng có đôi mắt uyên ương. Lại một tia chớp nữa lóe lên, tôi nhìn thấy nó đứng thẳng người, cây chân trước đầy móng nhọn có cồm cồm vào ô cửa kính. Tiếp theo nó dán sát mặt vào ô cửa. Khoảng cách rất gần, tôi nhìn thấy rõ ràng nó đang cười với tôi. Toàn thân của tôi giống như vừa rơi xuống một hố băng. Bất giác tôi run rẩy cầm cập. Nó đang cười với tôi. Bộ dạng của nó giống như một ác nhân đang giễu cợt một kẻ yếu đuối. Tiếng sấm sét ầm ầm, từng tia chớp lóe sáng trên bầu trời đen kịt. Tuy cánh cửa sổ vẫn đóng chặt nhưng tôi không cảm thấy yên tâm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đã cố gắng động viên mình rằng mèo vốn là một loại động vật lười biếng nhưng rất thần bí. Nhưng mà tiềm thức của tôi lại nhắc nhở rằng con mèo này có điều gì không đúng. Nó đơn thuần không phải là một con mèo bình thường. Ánh mắt của nó mang tới cho tôi một cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhưng tại thời điểm này tôi không thể nghĩ ra điều kỳ quái ở điểm nào. Con mèo trắng chỉ im lặng cười giễu tôi. Nó không có ý định dừng lại. Đột nhiên nó dùng chân trước quyền vào người của nó. Một tia lửa điện lóe lên. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra được điểm kỳ quái. Bên ngoài trời đang mưa rất to. Nhưng khi nó gõ cửa sổ, thân thể của nó rất sạch sẽ. Toàn thân con mèo không hề có một giọt nước mưa. Hiện tại nó đang đứng trong cơn mưa. Mái hiên hẹp của tòa nhà tập thể căn bản không thể che mưa được. Nhưng mà nó vẫn không hề bị ướt. Tôi có cảm giác nó sẽ phá vỡ cửa kính cửa sổ để nhảy vào. Thế nhưng mà đầu óc của tôi trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Bởi vì tay chân của tôi tê dại. Nó đã không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi vẫn đứng trên chân tại chỗ chờ đợi nó phá vỡ cửa sổ đi vào. Nhưng kính cửa sổ còn nguyên. Con mèo đắc ý nghiêng đầu nhìn tôi, bộ dạng giống như tôi đã là một con chuột dưới móng vuốt của nó. Con mèo trắng tiến lại gần tôi. Tôi kinh hoàng khi phát hiện ra thân nó vẫn to như vậy. Thế nhưng hai chân trước của nó đột nhiên to lên và dài ra. Nó thò một cái chân trước đầy móng vuốt khổng lồ chụp lấy cổ tôi. Móng vuốt sắc nhọn của nó lóe lên những đạo hàn quang. Cổ tôi bị cào cho chảy máu. Theo bản năng tôi dùng hai tay túm chặt bàn chân trước của con mèo rồi bẻ mạnh. Nhưng sức mạnh của con mèo này quá khủng khiếp, tôi không thể bẻ được chân của nó. Chỉ đến khi sắc mặt của tôi đỏ bừng lên, hơi thở khó khăn, đột nhiên bên tai tôi vang lên một tiếng rít rất kỳ quái. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy con mèo trắng gào lên một tiếng meo meo đầy tức giận. Con mèo trắng đã buông chân trước đang bấu vào cổ họng tôi. Tôi vội vàng hít thở mấy hơi, sau đó thì ho lên sặc sụa. Tôi bất lực dựa lưng vào tấm vách ngăn bằng mấy tấm gỗ. Tôi còn chưa kịp định thần vội quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Ôi cha mẹ ơi, không biết từ lúc nào trên nền nhà tôi xuất hiện hai con rắn. Hai con rắn đang trườn lại gần tôi. Tôi định thần nhìn lại. Bây giờ tôi mới phát hiện ra đó không phải là hai con rắn mà là một con rắn có hai đầu. Hai cái đầu của con rắn cũng khác nhau, một cái đầu rất lớn và một cái đầu rất nhỏ. Cái đầu lớn của con rắn có màu đỏ tươi,
còn cái đầu nhỏ lại có màu nâu xám. Trên đầu của con rắn đỏ tươi có một vật lồi ra màu vàng nhạt, trông giống như một cái sừng. Tôi không ngờ thứ cứu tôi lại là một con rắn hai đầu trông rất cổ quái này. Hiện tại bên ngoài vẫn còn đang có sấm chớp dữ dội, cơn mưa vẫn lớn như chút nước. Ở trong nhà một con mèo trắng quỷ dị và một con rắn hai đầu cổ quái đang gườm nhìn nhau. Tôi thu mình lại, đồng thời không dám thở mạnh. Lưng tôi dựa vào vách ngăn phòng bằng mấy tấm ván gỗ. Tôi chỉ đứng yên bất động, không dám nhúc nhích một chút nào. Bởi tôi sợ một trong hai con vật quỷ dị này tấn công tôi, hoặc là chúng bất ngờ đánh nhau làm liên lụy đến tôi. Nhưng sau một thời gian, hai con vật chỉ gườm nhìn nhau. Thời gian dài đến mức tôi như bị nghẹt thở, cơ thể đang sù lông trong tư thế căng thẳng của con mèo đột nhiên thả lỏng. Nó đạp hai chân trước xuống làm như một động tác thư giãn cơ thể. Sau đó nó quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo và chế giễu. Một lần nữa nó quay đầu nhìn chằm chằm vào con rắn hai đầu, sau đó cong người nhảy lên ô cửa sổ. Cũng giống như khi nó đến, nó xuyên qua ô cửa kính cửa sổ mà không bị vỡ, sau đó thì biến mất trong màn mưa. Cơn mưa lớn bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng không còn sấm sét nữa. Bầu trời vẫn tối đen như mực. Một lúc lâu sau tôi mới dám di chuyển. Tôi bước những bước khó khăn tới chỗ để tivi. Không phải chứ, lúc này trên màn hình tivi chỉ còn những chấm đen trắng như tuyết rơi. Chẳng lẽ tivi lại bị hầm? Tôi giật mình chấn kinh. Mấy giây sau cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức hiệu con gà của Trung Quốc đặt trên bàn. Lúc này đã là 12:30. Sau khi lau đi những giọt mồ hôi đã ra đầy trên trán, tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc tivi bắt đầu vang lên tiếng hét kinh dị khiến tôi phải chạy vào trong phòng. Lúc đó mới chỉ là 7:30 tối. Vậy mà đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua tôi không hề hay biết gì. Những gì tôi vừa trải qua có phải thực sự không? Hay là tôi đã bị huyễn giác? Tôi quay lại nhìn vào trong nhà trống trải, không thể tìm thấy bất cứ một thứ gì về việc con mèo trắng và con rắn hai đầu đã xuất hiện. Tôi tự trấn an mình, có lẽ chỉ là những cơn ác mộng mà thôi, hoàn toàn không phải là sự thật. Nhưng mà sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi vừa ngồi trước tấm gương để chải đầu. Những hình ảnh của tôi trong tấm gương đã phản chiếu rất rõ. Trên cổ của tôi có một vết xước giống như bị móng vuốt sắc nhọn của con mèo cào vào. Vết xước rất sâu tạo thành một vết dài. Vết xước còn chưa kịp đóng vảy. Tôi ngây người ra hồi lâu rồi lập tức lao ra cửa sổ. Tôi phát hiện thấy rất nhiều dấu chân mèo trên cửa sổ, nhưng chỉ có trên mặt kính và khung gỗ dưới tấm kính. Tôi lập tức chạy sang nhà cô Liễu và bà Hoa để kiểm tra. Tôi phát hiện không thấy có dấu chân con mèo nào cả. Tôi hỏi gia đình cô Liễu đêm hôm qua đã đi đâu. Cả nhà cô Liễu đều cảm thấy kỳ quái. Cô Liễu nói rằng tối qua cả nhà cô đều ở nhà xem tivi. Tôi giật mình chấn kinh, thế là tôi chạy đi sang nhà bà Hoa để hỏi. Câu trả lời của thằng Hoàng cũng y hệt như vậy. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi hỏi lại bọn nó có nghe thấy tôi gõ cửa không. Nhưng bọn họ đều bật cười rồi nói. Chẳng phải tối qua cháu đã tắt đèn đi ngủ từ sớm? Tôi nghi hoặc hỏi bọn họ có trông thấy con mèo trắng có đôi mắt uyên ương hay không. Tôi còn mô tả lại hình dạng của con mèo. Thế nhưng mấy người lớn ai cũng phá lên cười. Bọn họ đều bảo tôi có trí tưởng tượng rất phong phú. Một con mèo trắng muốt như vậy nhất định là giống mèo quý của Ba Tư. Làm sao có thể chạy đi khắp nơi như con mèo hoang cho được? Hơn nữa khu vực này không hề có ai nuôi mèo trắng. Họ còn cho tôi là đứa con nít nghịch ngợm dựng chuyện để dọa mọi người. Tôi thực sự chết lặng. Chẳng lẽ tôi thực sự bị ảo giác? Thế nhưng vẫn còn những vết chân mèo trên ô cửa kính cửa sổ, vết xước dài trên cổ của tôi. Chuyện gì đã xảy ra với con rắn hai đầu quỷ dị đó? Mà điều quan trọng nhất là bọn chúng có tìm đến tôi nữa không? Lúc này tôi đã vô cùng sợ hãi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ. Bố mẹ tôi vẫn còn đã trên bệnh viện chưa về. Nghĩ đến bà Hoa tôi liền chạy đi tìm bà. Tối hôm qua bà ngủ lại ở nhà em gái của mình bên xóm trên. Sáng nay bà Hoa mới về. Sau khi nghe tôi kể lại những sự việc kỳ quái xảy ra với tôi,
sau đó lại cho bà Hoa xem những vết xước trên cổ. Nghe xong, bà Hoa chỉ cau mày lẩm bẩm nói như cho chính mình nghe. Đứa bé này làm sao vậy? Tại sao nó lại nhìn thấy những thứ tà vật đó? Có phải mệnh của nó quá yếu hay không? Hay là nó có âm dương nhãn, cũng không có giống lắm. Tôi nghe bà Hoa nói mà không sao hiểu được, nhưng điều tôi quan tâm không phải là vấn đề này. Thế nên tôi vội hỏi, bà Hoa, bà nói xem con mèo trắng có đôi mắt hai màu đó, còn có cả con rắn hai đầu, liệu chúng có còn tìm tới cháu nữa không? Bà Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, cháu không giống như bà Nhung, chắc không sao đâu. Con mèo đó sẽ không đến tìm cháu, còn con rắn nó vẫn luôn ở đó. Nó là con rắn trong nhà của ta trước đây. Nó đã ở đó từ rất lâu, mà không phải ta nuôi. Nó được ông nội ta nuôi dưỡng. Sau khi ông nội ta mất, gia đình của ta chuyển tới nơi đây, ta đã mang nó đi theo. Cháu cứ yên tâm, nó không làm hại mọi người đâu. Thấy tôi vẫn chưa thực sự yên tâm, bà Hoa cố tình giả vờ không có vấn đề gì trêu đùa. Đúng là không ra gì cả. Cháu cầm tinh năm thìn, chẳng lẽ lại đi sợ một con mèo, một con rắn? Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nhưng tôi không nhận thấy trong mắt của bà đang vô cùng lo lắng. Sau ngày hôm đó, tôi vô duyên vô cớ sinh bệnh, phải nằm mất mấy ngày. Nhưng vì bà Hoa đã dặn dò không được nói cho bố mẹ tôi biết về sự kiện đó. Về sau, quả nhiên con mèo trắng đó không còn xuất hiện trong tòa nhà tập thể nữa. Mấy ngày sau, vết xước trên cổ của tôi đã hết. Tôi đã hoàn toàn buông bỏ được sự sợ hãi, thậm chí còn trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong khu tập thể. Thế nhưng tôi hoàn toàn không biết được rằng có một mối nguy hiểm đang đến với tôi. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã là bước sang một năm học mới. Năm nay tôi lên lớp 4, tôi vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi hay đi cùng đám bạn bè cùng trang lứa xung quanh khu tập thể, đột nhập vào những khu nhà bỏ hoang, chơi trò thám hiểm. Sau những trận B-52 oanh kích Hải Phòng vào cuối năm 72, hòa bình được lập lại. Nhưng xung quanh khu vực chúng tôi còn rất thưa thớt, có rất nhiều người đi sơ tán còn chưa về. Trong khu vực chúng tôi ở có rất nhiều những ngôi nhà đổ nát bị bỏ hoang. Chiều hôm nay sau khi mà tan học, như thường lệ tôi và thằng Hoàng lại cùng với một đám con trai cùng tuổi sống trong những khu nhà tập thể gần nhà tôi đi chơi trò thám hiểm. Thời đầu chúng tôi đang chơi trò trốn tìm, đứa con trai lớn của cô Liễu là thằng Dũng bị bịt mắt. Tôi và những đứa trẻ còn lại đều tìm chỗ tốt nhất để trốn, chờ thằng Dũng đi tìm. Vốn dĩ đám trẻ chúng tôi đã quá quen thuộc với môi trường xung quanh khu tập thể này. Trò chơi này vốn chỉ là thú vui trong quá trình tìm kiếm, không quan trọng thời gian tìm thấy là bao nhiêu. Dù sao thì cũng chỉ là một thời gian rất ngắn là có thể tìm thấy. Thế nhưng mà chúng tôi đã chờ đợi rất lâu không thấy thằng Dũng đến tìm. Ngược lại chúng tôi thấy thằng An, em trai của thằng Dũng, đang tung tăng chạy về chỗ chúng tôi đang ẩn nấp. Vừa chạy nó vừa hét lên, này mọi người ra khỏi chỗ ẩn nấp đi, anh trai em đã tìm được một chỗ chơi mới rất vui, mau ra ngoài đi. Tôi cảm thấy buồn cười trong lòng, thầm nghĩ ta đã dùng chiêu này từ lâu rồi, còn có người bị mắc lừa với chúng mày nữa thì mới là lạ. Thế mọi người vẫn lặng tránh không chịu ra. Thằng An có chút gấp gáp, em không đùa các anh đâu, đúng là có chỗ chơi mối rất vui, đó là căn nhà bằng gỗ có cánh cửa gỗ màu vàng ở phía sau khu tập thể. Tôi thoáng giật mình, đúng là phía sau khu nhà tập thể có một ngôi nhà gỗ nhỏ như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người lớn bước vào, mà cửa của ngôi nhà nhỏ đó vẫn luôn được khóa bằng một ổ khóa lớn và rỉ sét. Vì vậy những đứa trẻ nghịch ngợm như chúng tôi cũng không thể vào được. Không biết bên trong có cái quái gì, mấy đứa chúng tôi đều rất hiếu kỳ. Mỗi thằng suy đoán theo một kiểu. Lúc này nghe thằng An nói như vậy, mấy đứa đang trốn chúng tôi đều có chút động lòng. Thằng Hoàng đẩy tôi ra rồi nhỏ giọng nói, mình ơi, chúng ta đi xem sao, có lẽ ở đó thực sự có trò rất vui. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi từ nơi ẩn nấp bước ra rồi nói, An, chẳng phải cánh cửa đó bị khóa, sao anh trai của mày vào được? Cái ổ khóa to đó đã bị rỉ hết rồi, anh trai em dùng một viên đá đập vào khóa đó bung ra. Chúng ta mau vào trong xem thôi. Thế là cả đám trẻ con chúng tôi chạy ra phía sau của nhà tập thể. Thằng Dũng cũng tỏ ra đắc ý đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ.
Trên tay của nó đang cầm chiếc khóa sắt to đã bị đập bung. Nó chỉ chờ chúng tôi đến là sẽ đi vào ngôi nhà chơi trò thám hiểm. Này, tại sao chúng mày lại chạy đến đây? Chúng mày nghĩ tao lừa chúng mày hả? Tao không có giống như một số người thích giỡn mặt. Nói xong thằng Dũng đứt nhìn tôi. Tôi trợn mắt nhìn nó rồi gắt. Đừng có nói nhảm. Trong đó có gì vui chứ? Tao còn chưa vào trong đó. Chúng ta có một nhóm. Tất nhiên là phải đợi chúng mày tới rồi cùng vào. Thằng Dũng cũng trừng mắt cái lại. Tôi đoán ngay là do nó đã phá khóa. Nó sợ những người lớn trách mắng cho nên mới đợi chúng tôi vào cùng để gánh tội. Cho dù người lớn có truy cứu trách nhiệm cũng không chỉ trách mắng nó một mình. Trong lòng của tôi thầm mắng. Mày đúng là đồ hèn, dám làm lại không có gan chịu. Thấy tôi không nói gì, thằng Dũng biết ngay là tôi đã hiểu được ý đồ của nó. Cho nên thằng Dũng cười khổ. Chúng mày có muốn vào trong không? Vào trong đi. Tôi thực sự rất muốn biết bên trong ngôi nhà gỗ bỏ hoang này có gì. Cho nên dẫn đầu đám trẻ con đẩy cửa bước vào. Khi vừa bước chân vào trong ngôi nhà, tất cả chúng tôi đều sững người. Bởi tuy gọi là một ngôi nhà gỗ nhỏ, thực tế chỉ là những tấm ván gỗ đã mục nát, được dựng nên bốn xung quanh. Nhìn bên ngoài trông giống như một ngôi nhà, nhưng khi chúng tôi đã bước chân vào bên trong là một con đường đất lởm chởm sỏi đá giống như bên ngoài. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ có lẽ lâu ngày không có ai đi lại, cho nên trên nền đất của ngôi nhà đã mọc rất nhiều cỏ dại. Những tấm ván trên nóc nhà từ lâu đã bị mục nát, khắp nơi đều rột nát. Chỉ các khu tập thể của chúng tôi là tối tăm, nhưng trong nhà vẫn tối hơn bên ngoài. Ngôi nhà gỗ này trông rất hoang tàn, thậm chí còn rất âm u lạnh lẽo. Nhưng mà cũng đúng thôi, một ngôi nhà đã bị bỏ hoang đến hơn cả chục năm, có gì mà thám hiểm cơ chứ? Bên trong ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng, không hề có một thứ đồ vật nào cả. Có một đứa trong nhóm chúng tôi bất mãn nói. Tôi cũng rất thất vọng, cho nên tôi bước về phía thằng Dũng, chuẩn bị bảo tất cả ra ngoài. Oái, cái gì kia? Thằng An chỉ vào góc phía tây của ngôi nhà rồi kinh ngạc kêu lên. Tôi cùng mấy đứa trẻ tiến lại gần nơi thằng An chỉ. Tôi dùng tay gạt đám cỏ dại ra xem. Chỉ thấy trong đám cỏ có một cái giếng nước. Vào thời điểm đó nơi chúng tôi ở đã được lắp nước máy, nhưng đều là một cái bể nước chứa chung. Máy bơm áp lực cũng rất yếu. Có những khi người ta phải chờ đến đêm mới có nước, thế nên mọi người lớn vẫn quen dùng nước giếng để vo gạo, rửa rau và tắm giặt. Nước máy hứng về còn phải cho phèn chua vào trong, sau đó mới dùng để nấu ăn. Vì mùa hè nhu cầu sử dụng nước tăng cao, so vì nước máy không đủ, mọi người vẫn có thể dùng nước giếng để tắm giặt. Cho nên cái giếng cổ gần đó luôn có rất nhiều người đến gánh nước. Mãi cho đến thập niên 90, mọi người mới sử dụng máy bơm Kama để bơm nước vào nhà. Cái giếng nước mà chúng tôi tìm thấy không có gì đặc biệt cả. Nhưng tôi lại cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao ở ngay phía sau khu tập thể của chúng tôi lại có một cái giếng nước? Nhưng mà tại sao người lớn không bao giờ sử dụng nó? Tôi nhìn thật kỹ cái giếng nước xây được bằng gạch màu xanh. Có lẽ cái giếng này cũng đã có rất nhiều năm tháng. Miệng giếng đã bị bịt kín bằng mấy tấm ván gỗ. Tôi cũng nhận thấy những tấm gỗ đầy miệng giếng này rất kỳ quái. Có rất nhiều hình vẽ loằng ngoằng được vẽ trên đó bằng sơn đỏ. Nhìn những hình vẽ loằng ngoằng này tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Tôi cố gắng nhớ lại. Phải rồi. Sau sự kiện gặp hồn ma của bà Nhung, bà Hòa đã đốt rất nhiều những giấy tờ vàng có hình vẽ tương tự. Này Minh, mày đang nghĩ gì vậy? Không phải là mày sợ chứ? Hãy cẩn thận đấy. Không chừng một con ma nhảy ra khỏi giếng, sau đó dọa mày sợ đến chết. Thế tôi đứng ngây người ra nhìn chiếc giếng. Thằng Dũng nhân cơ hội cười nhạo. Tao mà sợ á? Chỉ có đồ hèn nhát như mày mới sợ thôi. Ai là kẻ hèn nhát chứ? Mày có dám pha mấy cái tấm ván trên miệng giếng không? Thằng Dũng rất ghét khi bị người khác nói mình là kẻ hèn nhát, cho nên nó đã lên tiếng thách thức. Mấy đứa còn lại cũng a dua theo, đồng loạt hét lên. Thằng Minh sợ rồi. Nếu nó có gan thì nhấc mấy cái tấm ván đậy giếng đi. Tao thấy thằng Minh không dám đâu. Nhưng mà làm thế nào để nâng được mấy tấm ván gỗ này lên? Tao thấy mấy tấm ván này dày như vậy, hình như bị đóng đinh chặt lại rồi thì phải. Nhất thời tôi không có chủ ý gì. Thằng Dũng cố tình muốn làm bẽ mặt tôi, cho nên rồi nói. Sao, mày có dám không? Mày mới là cái đồ nhát gan.
Sức mạnh của tôi đánh lại tôi quả quyết. Nhấc thì nhấc để xem ai sợ ai. Tôi tiến lại gần cái giếng rồi dùng sức nâng tấm ván gỗ đẩy trên miệng giếng lên. Mấy tấm gỗ đẩy trên miệng giếng rất dày và chắc chắn. Chúng được đóng chặt vào miệng giếng bằng 9 cái đinh thép dài, bịt kín cả miệng giếng lại. Tôi cố gắng nhiều lần, thế nhưng mà những cái đinh đó vô cùng chắc chắn, không có một chút dấu hiệu bị suy chuyển. Mày không nhấc lên được phải không? Đúng là cái đồ vô dụng. Thằng Dũng thấy tôi không nhấc nổi tấm ván, nó đắc ý phá lên cười nhạo tôi. Tôi rất bực mình, trong lòng tôi tự nhủ, mày không thể nhấc được tấm ván, vậy thì đập vỡ nó. Thế là bỏ ngoài tai những lời chế giễu của Dũng, tôi ra ngoài tìm một tảng đá lớn rồi đập mạnh vào mấy tấm gỗ. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Sau mấy tiếng răng rắc, tôi giật mình nhận ra tấm ván dày đã bị tôi đập vỡ một lỗ lớn. Một tấm ván khá lớn ở giữa dính liền với cả tấm ván sắp bị rơi xuống giếng. Tôi ném viên đá rồi bước lên trên đó để nắm lấy tấm ván sắp rơi xuống. Mấy tấm ván gỗ đã bị tôi đập bong ra, không còn chắc chắn như lúc trước. Chúng lộ ra bên trong đã bắt đầu mục nát, thảo nào mà tôi không thể nhấc lên được. Nhưng không nhấc lên được thì có thể phá vỡ. Một cái dầm gỗ nhọn hoắt ở cạnh tấm ván đã đâm vào tay tôi. Trong lúc tôi bị đau, bàn tay tôi liền buông lỏng, tấm ván bị rơi xuống giếng. Tôi vội vàng vươn tay chụp lấy tấm gỗ, thế nhưng chỉ bắt được mảnh giấy nhỏ được dán trên tấm ván. Từ một tiếng tấm ván bị rơi xuống giếng, đám trẻ liền vây xung quanh lại để xem. Nhìn qua lỗ thủng đó có thể thấy nước giếng có màu đen kịt, còn không ngừng nổi bọt trắng. Tôi đứng ngập bên ngoài, đám trẻ con nhìn tờ giấy mà tôi vừa chụp được. Đó là một tờ giấy màu vàng có hình chữ nhật. Trên đó có vẽ nhiều ký tự loằng ngoằng bằng sơn đỏ, giống như ký hiệu trên mấy tấm gỗ niêm phong trên miệng giếng. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi gấp mảnh giấy lại rồi giấu vào lòng bàn tay trái, chuẩn bị mang về cho bà Hoa xem. Tôi nhớ cái buổi tối tôi gặp hồn ma của bà Nhung, bà Hoa đã đi đâu đó rồi mang về những mảnh giấy màu vàng giống như vậy. Cũng chẳng có gì để mà xem, chỉ là cái giếng nước bẩn không dùng được mà thôi. Mà thằng Dũng quan sát hồi lâu, chăng chúng nó cảm thấy không có gì thú vị, cho nên đã tản ra chỗ khác. Tôi nhìn lên bầu trời cũng đã muộn, sắp đến giờ về nhà ăn cơm tối. Tôi quay lại tìm thằng Hoàng chuẩn bị ra về cùng với nó. Thế nhưng khi tôi vừa quay người lại, sau lưng tôi đột ngột xuất hiện một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Đứa bé này đến đây từ lúc nào? Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Tôi hiếu kỳ nhìn nó, nó cũng chăm chú nhìn tôi. Đây là một đứa bé trông rất dễ thương, nó có một khuôn mặt bầu bĩnh, một đôi mắt to. Khi nhìn người thì đôi mắt của nó giống như biết cười. Có điều trang phục của đứa bé thực sự rất kỳ quái. Nó mặc một chiếc áo choàng bằng vải thô, vạt chéo màu xám. Chiếc áo dài buông xuống đến tận mắt cá chân. Chân của nó đi một đôi giày vải trông rất lạ. Chúng tôi cũng có mấy đứa đi giày vải, nhưng tất cả đều là đế cao su. Trong khi đế giày của nó lại bằng vải, loại giày này trông rất giống với những loại giày được dán, thường bán trong các cửa hàng làm vàng mã, chỉ khác một điều là đôi giày của đứa bé đã được làm bằng vải. Này, bé là con cháu nhà ai? Tôi mở miệng hỏi trước, anh ơi, các anh đang chơi trò gì vậy? Đứa bé không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bọn thằng Dũng vẫn còn đang chơi trò nhổ cỏ trồng cây. Còn thằng Hoàng thì đang dùng cành cây đào đất cách chỗ tôi không xa. Bọn nó đang chơi trò nhổ cỏ, còn anh phải về ăn cơm tối rồi. Anh ơi, anh ở lại chơi với em một lát đi. Đứa bé nói với tôi bằng một giọng điệu như cầu xin. Được rồi, anh sẽ ở lại chơi với em một lát, thì em muốn chơi trò gì? Em muốn chơi trò nhảy lò cò. Đây là một trò chơi mà chỉ có các cô bé gái mới thích chơi. Em cũng thích chơi trò này phải không? Được rồi. Tôi lập tức đồng ý với đứa bé. Hoan hô, em rất là thích chơi trò này. Thế vẻ mặt mừng rỡ của đứa bé trong lòng của tôi thầm nghĩ, chơi với trò trẻ con như vậy thì mà vui, đúng là rất vui. Sau đó hai chúng tôi vẽ nhà cửa trên nền đất nhấp nhô, rồi chơi nhảy lò cò với nhau. Thật không ngờ đứa bé này mới chỉ chừng 5-6 tuổi, nhưng nó lại chơi rất giỏi. Nó đã liên tục thắng tôi mấy lần. Tôi cảm thấy trời đã bắt đầu tối, thế nên tôi liền nói, trời muộn rồi anh về ăn cơm, không bố mẹ anh sẽ đi tìm, em cũng về nhà đi.
Đứa bé tỏ ra miễn cưỡng, nó ngập ngừng rồi nói: anh à, nhà em cách đây không xa, hay anh đến nhà em chơi? Vốn dĩ tôi đã định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn đáng thương của nó, cho nên tôi đã mềm lòng gật đầu. Thôi được rồi, anh sẽ đưa em về nhà, sau đó anh sẽ về nhà ăn cơm. Đứa bé quay người bước đi, sau đó nó quay lại vẫy tay rồi nói: anh, đi theo em. Tôi liền đi theo đứa bé. Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một ngôi nhà có cổng được làm bằng đá. Xung quanh rất yên lặng, ngôi nhà này trông rất quen thuộc. Nhưng mà đây là đâu? Tôi có chút mơ hồ, chẳng phải chúng tôi đang chơi trong ngôi nhà gỗ nhỏ hay sao? Tại sao lại có một ngôi nhà lớn như vậy xuất hiện ở đây? Thế tôi sắp bước chân vào cánh cổng, đứa bé ngập ngừng một chút rồi quay lại nói: anh ơi, đã tới nhà của em, anh vào nhà em chơi một lúc được không? Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì đột nhiên có thứ gì đó đâm mạnh vào bàn tay trái, đau đến mức suýt nữa tôi nhảy dựng cả lên. Đột nhiên tôi giật mình tỉnh lại, trước mắt tôi làm gì có ngôi nhà lớn nào với cánh cổng đá nào đâu. Không biết tại sao tôi lại đi đến bên cái giếng, một bàn chân đã bước lên trên miệng giếng nhưng lại bị mắc kẹt trong cái lỗ thủng của tấm ván tôi đã đập vỡ. Bên tai của tôi còn nghe tiếng gọi của thằng Hoàng và thằng Dũng: Minh, mày định làm gì vậy? Mau xuống đi, nguy hiểm lắm. Minh, mày làm cái quái gì vậy? Rơi xuống giếng đã chết đó, mày không xuống cái giếng đó được đâu. Thằng Hoàng sợ hãi hét lên. Tôi hít một hơi rồi rút thật mạnh chân ra. Cũng có thể do tôi dùng lực quá mạnh cho nên đã bị ngã về đằng sau. Lần này mọi người không còn cười được nữa. Mấy đứa hoảng loạn chạy đến, 7-8 cánh tay kéo tôi đứng lên. Sắc mặt của thằng Hoàng tái mét lại: Minh à, chúng tao đang hét gọi mày, tại sao mày lại không hề nghe thấy chứ? Mấy đứa khác cũng nhào nhào cả lên. Trong lòng của tôi đang vô cùng sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố an ủi bọn nó rằng không có gì đâu, tôi chỉ định ra xem cái giếng đó nước có sâu không thôi mà. Thằng Hoàng cau mày, chỉ có nó mới biết là tôi đang nói dối. Bởi vì hồi nhỏ tôi đã từng vô duyên vô cớ ngã xuống sông, suýt nữa thì chết đuối. Thế nhưng đó là một câu chuyện khác tôi kể lại sau. Thế nên từ đó trở đi, bất cứ chỗ nào có nước tôi đều không dám đến quá gần. Làm sao tôi có đủ can đảm để đi xem độ sâu của nước giếng đây, lại còn bị thụt chân xuống đó nữa. Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi, nếu không sẽ bị mắng đấy. Tôi thay đổi chủ đề. Kỳ thực tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Phải rồi, chúng ta mau về nhà đi. Những đứa khác hình như cũng cảm nhận được không khí quỷ dị của nơi đây, thế nên cả đám liền vội vàng chạy về nhà. Tôi và thằng Hoàng cũng theo mọi người chạy ra. Nhưng khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bên tai tôi nghe thấy tiếng cười lạnh. Đó là tiếng cười của một nữ nhân rất lạ. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong căn nhà gỗ nhỏ hoang tàn hoàn toàn trống không, không hề có gì cả. Tim tôi như là trùng xuống, một nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên trong lòng của tôi. Vì đến nhà, tôi lấy tờ giấy vàng trong lòng bàn tay trái ra xem, chỉ thấy màu đỏ ở đó. Những hình vẽ loằng ngoằng có vẻ như đậm hơn, lúc tôi mới nhìn thấy. Tôi xem đi thêm lại, cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra. Chuyện xảy ra với âm hồn của bà Nhung lần trước, bà Hoa đã đi đâu đó rồi mang về những tờ giấy màu vàng có những hình vẽ màu đỏ loằng ngoằng như vậy. Tôi cảm thấy bất an hơn. Tôi thì thầm với chính mình: chẳng lẽ trong cái giếng đó cũng có những thứ giống như bà Nhung? Tôi không dám nói ra ngay từ quỷ hồn đó, bởi tôi sợ chúng sẽ nghe thấy. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tôi cần phải đi tìm bà Hoa ngay. Nhưng không may cho tôi, bà Hoa đã sang nhà em gái của bà ta chơi. Thằng Hoàng nói với tôi rằng sáng mai bà nó mới về. Nhớ lại những tiếng cười lạnh vừa nãy tôi đã nghe thấy, trong lòng của tôi cảm thấy rất bất an. Thằng Hoàng nhìn vào tấm giấy vàng trên tay của tôi rồi nói: đây là gì vậy Minh? Mảnh giấy màu vàng này là một thứ rất quan trọng. Tôi cũng không biết phải trả lời nó ra làm sao, thế nên tôi chỉ có thể nói như vậy. Có phải mày định đưa tờ giấy này cho bà tao xem? Thế này dùng để làm gì? Hoàng này, có thể chúng ta đã gây ra tai họa rồi. Tao đã... ý của mày nói là cái giếng đó? Thằng Hoàng nhớ lại chuyện tôi suýt bị rơi xuống, sức mạnh của nó lập tức tái mét cả đi. Tôi đã định nói với nó về những tiếng cười lạnh mà tôi nghe thấy,
Thế nhưng thấy nó đã tỏ ra sợ hãi như vậy, thế nên tôi đã không nói. Suốt một hồi suy nghĩ thì tôi đưa tờ giấy trên tay cho thằng Hoàng rồi an ủi. Không sao đâu. Hoàng này, mày cất tờ giấy này đi. Sáng mai chúng ta sẽ đưa nó cho bà của mày xem, để xem bà mày có cách nào giúp chúng ta được không. Thằng Hoàng gật đầu, nó cẩn thận cất tờ giấy màu vàng trong túi vào túi áo ngực. Tôi ăn qua loa cho xong bữa. Lúc này đầu óc của tôi đang rất hỗn loạn, cho nên tôi cũng chẳng buồn xem tivi mà đi ngủ ngay. Tôi nằm trên giường mắt nhắm mắt mở không sao ngủ được. Nếu thực sự có ma trong cái giếng nước đó, vậy thì ở đó chính là đứa bé tôi đã nhìn thấy. Thế nhưng tại sao tôi lại nghe tiếng cười lạnh của một nữ nhân? Vì suy nghĩ quá nhiều tôi đã cảm thấy mệt mỏi, thế nên tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy có người gọi: "Anh ơi, đừng ngủ nữa, mau đến nhà em chơi đi." Tôi choàng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình đứng trước một ngôi nhà lớn có cánh cổng bằng đá. Đứa bé lúc nãy đang vẫy tay chào tôi: "Anh ơi, mau vào đây, chúng ta lại chơi trò nhảy lo co, anh mau đến đây." Tôi đã đoán đứa bé này tuyệt đối không phải là con người, làm sao tôi có thể chơi với nó được đây. Tôi muốn lắc đầu nói không đi, nhưng cái đầu của tôi không hề cử động, mở miệng ra không phát được tiếng động. Tôi hoảng hốt trong lòng biết không ổn: "Anh ơi, anh vào nhà chơi với em." Đứa bé kéo tay tôi đi vào nhà. Trong đầu của tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi biết được rằng tôi không thể đi cùng với nó. Sau khi bước vào căn nhà, tôi thấy phía trước là một dãy tủ gỗ màu nâu sẫm kiểu cổ, bên cạnh là một chiếc cầu thang bằng gỗ có hình xoắn ốc cùng màu. Bố cục này trông rất quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu. Đây là một kiểu nhà trọ kiêm quán ăn của người Tàu mà tôi vẫn thường thấy trên tivi. Không để tôi suy nghĩ nhiều thêm, đứa bé đưa tay kéo tôi lên cầu thang. Tiếng bước chân cộp cộp của chúng tôi vang vọng trên cầu thang. Trong lòng của tôi cảm thấy kỳ quái, đứa bé này vốn không phải là người sống, tại sao vẫn còn có tiếng bước chân. Khi chúng tôi lên đến tầng 2, đứa bé đột nhiên dừng chân lại. Nó chỉ tay về căn phòng thứ hai ở phía tây rồi nói: "Anh à, anh đã nhìn thấy chưa? Nhà em ở chỗ đó." Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của đứa bé, cửa phòng thứ hai đang đóng chặt. Cánh cửa của nơi đây đều có màu nâu sẫm. Phía bên trên cánh cửa có một tấm biển ghi bà số 202. Con số màu vàng nhạt, trông giống như được viết bằng bút lông. Trong lòng của tôi chấn động, tôi đưa mắt nhìn sang các phòng khác. Quả nhiên phòng đầu tiên ở phía tây là số 201, sau đó là 203, 204, 205, 206, tổng cộng là có 6 phòng. Đứa bé bước tới đây để cánh cửa vào, nó nở một nụ cười trông rất quỷ dị rồi nói: "Anh ơi, tới nhà em rồi, mời anh vào nhà em chơi." Tôi thực sự không muốn bước chân vào, nhưng chân của tôi vẫn tự động bước vào, không nghe theo sự kiểm soát của tôi. Tôi đã sắp bước qua cửa, trong lòng của tôi vô cùng hoảng sợ, mồ hôi đã ra đầy trên trán. Từ một tiếng, trước mắt của tôi đột nhiên tối sầm lại, tòa nhà, đứa bé đều biến mất. Tôi cảm thấy quần áo của mình ướt sũng. Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Tất cả đều là một khoảng tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi cứ nghĩ là vừa rồi tôi gặp ác mộng, thế nên tôi vùng vàng đứng dậy định lau mồ hôi đi thay quần áo. Nhưng mà không ngờ khi thân của tôi vừa nhúc nhích, tôi đã lao thẳng xuống phía dưới. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi không hề gặp ác mộng, mà thân thể của tôi đang ở trong một vùng nước đen kịt. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, trong bóng tối âm u tôi lờ mờ nhận ra xung quanh tôi là những bức tường bám đầy rêu. Tôi ngước mắt nhìn lên phía trên cao, phía trên là một lỗ hổng lởm chởm có ánh sáng yếu ớt xuyên qua. Đây rõ ràng là một cái giếng nước, chính là cái giếng nước trong ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Nhưng khi tôi vừa kịp nhận ra điều đó, cơ thể của tôi đột ngột bị chìm xuống nước. Nước giếng lạnh lẽo bốc đầy mùi hôi thối bủa vây xung quanh. Tôi cố gắng nín thở. Trước mắt của tôi tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Tay tôi nghe rõ từng tiếng bọt nước sôi ùng ục. Cái lạnh thấu xương vào bóng tối giống như là một lời báo tử. Nó khiến cho nỗi sợ cực độ lan tỏa từ trái tim đến khắp cơ thể. Tôi không cam tâm chờ chết, tay tôi không ngừng quờ quạng, hy vọng có thể túm được một thứ gì đó để bám víu.
Bất chợt tôi cảm thấy tay của mình nắm được một thứ rất trơn trượt. Đó là một khúc cây rất to. Tôi lập tức bám vào đó. Khúc cây này thực sự đang kéo tôi lên với một tốc độ rất nhanh. Tôi nhớ rằng vẫn còn mấy tấm ván nữa còn sót lại trên miệng giếng. Thế đầu của tôi sắp chạm vào mấy tấm ván trên miệng giếng. Tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho số mệnh. Một lúc lâu sau tôi vẫn không thấy cảm giác đầu của tôi va vào tấm ván. Tôi mở tròn mắt chỉ thấy lúc này tôi đã ở bên ngoài giếng. Tôi quay đầu nhìn lại cái giếng đó vẫn giống như lúc chúng tôi rời đi vào lúc chiều tối. Nhưng mà tôi đã rơi xuống giếng rồi cơ mà. Tại sao tôi lại có thể thoát ra khỏi cái giếng đó? Cũng đúng vào lúc này bên tai của tôi vang lên tiếng cười lạnh lùng của một nữ nhân lạ mặt. Tiếng cười trong đêm khuya tĩnh lặng nghe vô cùng gây sợ. Tôi vội vàng co cẳng bỏ chạy, trong đầu thầm cầu nguyện. Cầu mong cho nữ nhân đáng sợ đó đừng đuổi theo tôi. Nhưng mà cho dù tôi có chạy nhanh đến mức độ nào đi chăng nữa, tiếng cười sắc lạnh âm u đó cứ vang vọng bên tai. Ôi chết rồi, vì tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, cho đến khi tôi phát hiện ra phía trước một hố lớn. Không kịp phanh lại, tôi lập tức rơi tõm xuống cái hố. Tôi giật mình ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi vẫn đang nằm yên bình trong nhà. Đúng là ngày suy nghĩ gì, đêm nằm mộng thứ đó. Tôi đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, bất chợt tôi nghe tiếng cười lạnh lùng của nữ nhân. Tiếng cười đó khiến cho tôi giật thót cả người. Lần này thì không phải ác mộng nữa, bởi vì tiếng cười âm lạnh quen thuộc này rõ ràng ngay từ bên ngoài cười truyền vào tai tôi thông qua một lớp vách ngăn bằng ván gỗ không quá dày. Ôi cha mẹ ơi, chẳng lẽ vừa rồi không phải là tôi đang nằm mơ? Tiếng cười đột nhiên chuyển ra bên ngoài cửa sổ. Tôi thật sự không đủ can đảm để đi xem. Tôi sợ sẽ phải nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi biết phải làm gì đây? Tôi tự hỏi mình có nên lớn tiếng kêu cứu không? Hình như có thứ gì đó đang đến gần bên tôi. Trong tiềm thức tôi lấy cái chăn trùm kín lên đầu. Dù biết được rằng con làm vậy cũng vô ích. Kể từ đó đang tiến gần chân tôi, cảm giác lạnh lẽo chân trượt khiến tôi toàn thân nổi hết cả da gà. Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi dùng bàn tay chụp lấy cái thứ vật đó lên rồi hét lên. Thế nhưng mà cái cảm giác này rất quen thuộc. Trong lòng của tôi rúng động, chẳng phải đây chính là khúc cây chân trượt vừa rồi trong cơn ác mộng đã cứu tôi từ dưới giếng lên. Tôi vội vàng lật tung chăn để xem. Thứ chạm vào chân tôi chính là con rắn, một con rắn hai đầu đã cứu tôi năm ngoái. Nó giống như là một người bạn cũ của tôi vậy. Nó thè cái lưỡi chẻ đôi liếm vào chân tôi, sau đó nó bò ra khỏi giường rồi khoanh tròn thân hình lại. Hai cái đầu của nó ngẩng cao lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ cảm giác như sắp lâm đại địch. Thỉnh thoảng nó lại rít lên những tiếng khè khè. Tôi cảm thấy như đã có chỗ dựa. Tôi đã trấn tĩnh lại được, nhưng tôi vẫn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hề thấy con nữ quỷ trong bộ đồ trắng đáng sợ đang xoa tóc bên ngoài cửa sổ, giống như một cảnh tượng thường xuất hiện trong những bộ phim Hồng Kông. Tôi chờ đợi một lúc lâu, tiếng cười lạnh lùng của nữ nhân xa lạ đó không còn vang lên bên tai. Chẳng lẽ nữ nhân đó đã đi rồi sao? Tôi mạnh dạn bước đến bên cửa sổ rồi giọng ta lên lắng nghe. Xác thực bên ngoài không có tiếng động gì bất thường. Tôi quay đầu nhìn lại con rắn hai đầu. Tôi thực sự muốn ôm lấy nó để cảm ơn. Con rắn hai đầu chuyển đến bên tôi. Nó bò xung quanh tôi ngay vòng. Ánh mắt của nó lộ ra đầy vẻ lo lắng. Hay như nó muốn nói với tôi một điều gì đó. Đáng tiếc là rốt cuộc nó cũng chỉ là một con rắn. Mà rắn thì không biết nói. Hoặc ít nhất tôi cũng không hiểu được nó muốn gì. Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 3 giờ sáng, một lúc nữa thì trời sẽ bắt đầu sáng. Chẳng có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Con rắn hai đầu dường như hiểu được trong đầu của tôi đang nghĩ gì. Nó nhìn về tôi rồi lắc lư cái đầu. Tôi cảm giác như nó đang căng thẳng. Tôi cũng không biết tại sao nó lại căng thẳng. Tôi đành phải an ủi nó, đồng thời cũng là tự trấn an mình. Không sao đâu, thứ đó à không... Con quỷ đó đã bị mày đuổi đi, nó sẽ không quay trở lại nữa đâu. Con rắn trườn vòng quanh tôi một vòng, sau đó mới trườn về cửa sổ. Nó ngóc đầu lên nhìn ra ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn tôi. Cũng giống như lần trước, một lần nữa nó lại biến mất.
Tôi lại lên giường nằm, có điều tôi không sao có thể ngủ lại. Khi con rắn hai đầu rời đi, ánh mắt của nó nhìn tôi, hóa ra lại khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng lo lắng và nặng nề. Phải chăng nó vẫn còn đang lo lắng con nữ quỷ kia vẫn còn quay trở lại? Nhưng mà năm ngoái chẳng phải con mèo trắng quỷ gì đó đã bị nó đuổi đi. Con mèo đó không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi cứ miên man suy nghĩ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Bất giác bên ngoài trời đã sáng từ lúc nào tôi không hay biết. Sau khi rời khỏi giường, tôi xuống chỗ vòi nước ở dưới nhà đánh răng rửa mặt, chuẩn bị nấu mì để ăn sáng. Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân đi lại rầm rập, còn có cả những âm thanh rất hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Tại sao mới sáng sớm đã ồn ào như vậy? Cánh cửa của nhà tôi bị đẩy ra, bà Hoa bước vào trước tiên. Tôi vui mừng bước ra chào đón bà Hoa. Còn chưa đợi cho tôi kịp mở lời, bà Hoa đã gấp gáp hỏi lại: Minh à, thằng Hoàng đâu? Đêm qua hai đứa có gặp ác mộng không? Tôi trố mắt ngạc nhiên, từ bao giờ bà Hoa đã trở thành thần tiên như vậy? Ngay cả đêm qua tôi gặp ác mộng mà bà Hoa cũng không biết được hay sao? Tôi lúc này liền vội đáp: Bà Hoa, sao bà biết cháu gặp ác mộng? Không biết từ lúc nào thằng Hoàng bước đến bên cạnh tôi, nó cũng tò mò rồi hỏi: Đúng vậy, bà làm sao biết chúng cháu đang gặp ác mộng chứ? Còn nói gì nữa, mấy đứa chúng mày là một lũ khỉ bất trị. Hôm qua chúng mày đã đi chơi đâu để đến nỗi đêm qua tất cả đều gặp ác mộng? Bà Hoa tức giận nói: Đúng vậy, đêm hôm qua vào nửa đêm, thằng Dương nhà tôi cũng gặp ác mộng. Nó cứ làng hét ầm ĩ khiến chúng tôi không sao ngủ được. Khu tập thể đối diện bên kia đêm qua cũng có những tiếng gào ầm ĩ, đến tận sáng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc. Hai đứa chúng mày vẫn coi như ổn. Thằng Dương nhà tôi sáng nay có trùm chăn kín đầu, trốn dưới gầm giường có thể gọi thế nào cũng không chịu chui ra. Một phụ nữ trung niên lên tiếng nói. Nghe người lớn nói chuyện như vậy, trong đầu của tôi thầm nghĩ, ngoài trừ cô Liễu không có mặt ra, bố mẹ của đám trẻ con hôm qua đi chơi cùng với tôi đều có mặt. Thằng Hoàng chỉ cúi đầu không đáp. Tôi vừa định mở miệng nói, bất chợt có một người phụ nữ trẻ từ bên ngoài chạy sộc vào. Cô ta gạt đám đông rồi tiến thẳng đến trước mặt của tôi. Minh à, cháu nói đi, rốt cuộc hôm qua cháu và thằng Dũng, thằng An đi chơi ở đâu vậy? Tôi ngước mặt lên nhìn, đó chính là cô Liễu. Đôi mắt của cô Liễu đỏ hoe, vẻ mặt rất hoảng loạn. Bà Hoa vội vàng hỏi: Cô Liễu, có chuyện gì vậy? Thằng Dũng, thằng An đêm qua cũng gặp ác mộng hay sao? Vâng, nửa đêm hôm qua hai đứa nó làm loạn lên. Sáng nay khi trời còn chưa sáng, cả hai đều bị sốt cao. Thằng Dũng thì bị chuột rút, miệng liên tục nói nhảm. Thằng An thì bị sốt cao đến mê sảng, không nói được thành lời. Trời đất, vậy thì vậy nhanh chóng đưa hai đứa nó đến bệnh viện đi. Mọi người nhào nhào lên để nói. Đưa đi bệnh viện rồi, bác sĩ bảo hai đứa phải nhập viện, tôi phải về thu dọn đồ. Cô Liễu vội vàng, giọng của cô nghẹn lại, nước mắt chảy dài trên má cô. Thằng Hoàng ngẩng đầu lên, tôi và nó đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của hai đứa chúng tôi đều trắng bệch như tờ giấy. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ngày hôm qua tôi, thằng Hoàng, thằng Dũng, thằng An và bảy đứa trẻ khác, tất cả những đứa đi vào trong ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Tại sao vào lúc nửa đêm tất cả đều gặp ác mộng? Mình à, cháu hãy nói cho bà biết, ngày hôm qua các cháu đi chơi cùng với nhau không? Các cháu đã đi đâu chơi trò gì? Bà Hoa nghiêm giọng hỏi tôi. Tôi liền gật đầu rồi nói: Đêm qua sau khi tan học, chúng cháu chơi trò trốn tìm với nhau. Sau đó thì sao? Tôi đành phải kể lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Có điều vì hiện tại tôi đang có nhiều người nghe, cho nên tôi đã giấu nhẹm đi chuyện tờ giấy màu vàng. Tôi định khi nào mọi người về hết, tôi sẽ đem chuyện này nói lại với bà Hoa. Nghe tôi kể xong, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Tôi nhận thấy sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, nhãn thần đều lộ vẻ vô cùng sợ hãi, bộ dạng giống như là vừa nhìn thấy quỷ dữ. Mọi người đều không hiểu biết nhiều về chuyện này, nhưng chắc cũng phải lờ mờ một chút. Nhìn sắc mặt của mọi người, chắc mọi người đang liên tưởng đến tình trạng của Dũng và thằng An, con của Liễu, cũng như những đứa trẻ trong nhà của mình, cho nên này cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về bà Hoa, chờ đợi bà Hoa sẽ nói cho mọi người biết nguyên nhân,
Như vậy mới biết biện pháp để xử lý. Bà Hoa thở dài thườn thượt rồi nói: chắc mọi người không rõ về cái giếng này rồi. Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết toàn bộ câu chuyện về cái giếng này. Tôi bê một chiếc ghế gỗ cho bà Hoa ngồi. Mọi người đều quây quần xung quanh bà Hoa. Bà Hoa nhìn ra cửa sổ và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cái giếng này. Tôi còn nhớ rất rõ khi sự việc xảy ra. Tôi cũng chỉ bằng tầm tuổi thằng Hoàng bây giờ, tức là năm 34-35 tuổi. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn. Trước đây phía sau khu nhà tập thể của chúng ta có một dãy nhà trọ của người Tàu. Đây là ngôi nhà rất lớn có cánh cổng được xây bằng đá. Nhưng nó đã bị phá hủy trong những năm tháng chiến tranh. Khi tôi nghe đến đây trong lòng của tôi đã hiểu ra, thảo nào mà tôi luôn cảm thấy ngôi nhà có cánh cổng đá đó rất giống một khách sạn. Nhất là cách bài trí bên trong giống của người Tàu. Hóa ra đó thực sự là một ngôi nhà của người Tàu thật. Tôi nhớ rằng khi đó đứa bé đã kéo tôi vào trong phòng 202. Bất giác tôi nói chen vào: đúng vậy, gia đình đó sống ở trong căn phòng 202 trên tầng 2 của khách sạn. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt đầy trách móc. Họ trách tôi ngắt lời của bà Hoa. Bà Hoa ngạc nhiên quay sang tôi rồi gật đầu: đúng vậy, đúng là gia đình liên quan đến vụ việc này khi đó sống ở trong phòng 202. Mình à, cháu đã gặp ai trong gia đình này? Cháu đã gặp một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Còn ai nữa không? Cháu còn nghe tiếng cười lạnh của một người phụ nữ. Tiếp theo đó tôi liền buột miệng nói: mới đêm qua thôi, chắc chỉ có một mình cháu nhìn thấy và nghe thấy. Vậy thằng Dũng, thằng An... Bà Hoa liền tiếng cắt ngang lời của cô Liễu: đừng hỏi nó nữa. Mọi người cứ nghe tôi kể ngay chuyện này, sau đó mọi người sẽ tự khắc hiểu thôi. Bà Hoa liền nói: có một gia đình có 3 người từ nơi khác đến lánh nạn. Thế thuê phòng 202 ở khách sạn phía sau khu nhà của chúng ta. Người chồng sức khỏe không được tốt, anh ta thường bày ra một cái bàn ở vỉa hè giúp người ta viết đơn thư các loại. Người vợ thì làm vũ em cho bên nhà đội tần ở trại lính Khố Xanh. Công việc hàng ngày là dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Vợ chồng bọn họ có một đứa con trai lên 5, bình thường vẫn hay chơi đùa với đám trẻ trong tòa nhà của chúng tôi. Có một hôm người chồng lại ra đường bày bàn viết, thế nhưng mà vì sức khỏe quá yếu cho nên đang ngất xỉu đi. Không may va phải một người đàn ông đang đạp xe đi ngang qua, khiến cho người đó bị thương. Người bị thương đó là một tên côn đồ nổi tiếng trong khu vực chợ sắt. Hắn ta thường xuyên quậy phá ức hiếp người dân. Thông thường chỉ có hắn ta đánh người khác bị thương, chứ rất ít khi bị người khác đánh. Thế nên là hắn ta liền gọi mấy tên đàn em đến, sau đó đánh đập người chồng rất dã man. Người chồng gia đình đó vốn dĩ thể trạng rất yếu ớt, bệnh tật đầy mình, đã vậy còn bị đánh cho một trận dã man như vậy. Anh ta chết ngay trong đêm hôm đó. Mấy gia đình chúng tôi lúc đó trong khu tập thể cũ, thế gia đình họ rất đáng thương, cho nên chúng tôi đã quyên góp tiền giúp người vợ làm đám tang. Tôi đi cùng với mẹ của tôi. Người vợ không cam tâm, cô ta đến chỗ sở cầm để trình báo sự việc. Thế nhưng tên đội phó trong sở cầm lúc đó lại là người nhà của tên côn đồ kia, cho nên đã cử hai nhân viên tới điều tra. Bọn chúng chỉ giả vờ điều tra, sau đó nói rằng người đàn ông đó đã bị bệnh mà chết. Thế nên bọn họ không điều tra nữa. Có điều tính tình của người phụ nữ ấy rất là quyết liệt. Cô ta đã tuyên bố rằng trước mặt mọi người, cô ta nhất định sẽ tố cáo lên cấp cao hơn. Sau khi người của sở cầm ra về, những người hàng xóm chúng tôi sợ chị ta phải chịu thiệt thòi, cho nên đã khuyên chị ta nên nhẫn nhịn, đợi lo xong tang lễ cho người chồng rồi hãy tính. Thế nhưng mà còn chưa kịp đưa tang thì tai họa đã ập tới. Tiền côn đồ kia nhận được tin báo từ sở cầm rằng người phụ nữ kia vẫn quyết định đi kiện cáo. Thế nên tên côn đồ hung hồ cầm theo một đám đầu trông mặt ngựa đến nhà chị ta. Bọn chúng đập phá bàn thờ, bắt hương, đặt đổ quan tài, còn đánh đuổi những người hàng xóm đã sang giúp đỡ. Người phụ nữ đó cũng bị đánh trọng thương. Sau đó có thể nói là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Để đến khi đám côn đồ bỏ đi, những người hàng xóm chúng tôi vội vàng đến thăm người phụ nữ kia. Đến lúc đó mọi người phát hiện ra đứa bé đã mất tích. Mọi người đã chia nhau ra để tìm rất lâu, thế nhưng vẫn không tìm thấy. Cho đến mãi sáng hôm sau, cuối cùng cũng đã tìm thấy đứa bé.
Thì ra khi đám côn đồ kia đập phá, đứa bé vì quá hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn chạy ra ngoài. Đứa bé không cẩn thận cho nên đã bị rơi xuống nước. Vì cảnh tượng lúc đó quá hỗn loạn, không ai phát hiện ra, cho nên đứa bé đã bị chết đuối dưới giếng. Đợi cho đến ngày hôm sau có người đi múc nước, bây giờ mới phát hiện ra đứa bé. Liền một lúc vừa chồng chết vừa con chết, bản thân lại bị đám côn đồ ức hiếp không thể đòi lại công lý cho chồng. Vốn là một người rất quật cường, người phụ nữ đó mang theo sự uất ức nhảy giếng tự tử. Trong cái giếng đó có cả đứa con trai bị chết đuối của cô ta còn chưa được vớt lên. Cảnh tượng là vô cùng bi thảm. Nghe bà Hoa kể đến đây, tất cả mọi người đều thương cảm cho hoàn cảnh bi đát của gia đình họ. Trong lòng của tôi thắc mắc, thế nên tôi liền hỏi bà Hoa này, tại sao mọi người lại phải bịt cái giếng đó? Nếu đã là giếng tồn tại nhiều năm, giếng nào mà chẳng có người chết đuối? Chẳng lẽ chỉ vì cái chết của hai người này mà phải bị giếng lại sao? Đương nhiên là có lý do rồi. Phía mặt của bà Hoa lộ đầy vẻ kinh hoàng, hình như bà đang hồi tưởng lại những sự kiện kinh hoàng 50 năm về trước. Hàng xóm chung quanh thấy cả gia đình của bà ba người đều chết thảm, thế nên mọi người cùng nhau quyên góp tiền để chôn cất cho bọn họ. Thế nhưng ngay hôm tuần đầu của người phụ nữ đó, mọi người đều rất bất ngờ khi phát hiện ra cái chết kỳ lạ của tên côn đồ bên thành giếng. Hắn ta sống ở chân cầu rào, cách cho chúng tôi một khoảng cách cũng rất xa. Thế nhưng không hiểu tại sao nửa đêm hắn ta lại chạy đến chỗ cái giếng để chết. Mà cái chết của hắn ta vô cùng quỷ dị. Đến sáng khi mọi người phát hiện ra hắn ta đã chết, người nhà của hắn trong sở cầm đã đến kiểm tra. Trên người của hắn không có một vết thương do tác động vật lý. Thế nhưng vẻ mặt lúc chết của hắn ta trông rất đáng sợ. Sau khi đặt thi thể của hắn ta nằm xuống chiếu, thì miệng hắn ta chảy ra rất nhiều nước, rất giống như người bị chết đuối. Nhưng quần áo thì lại khô căm. Tất cả chúng tôi đều đoán là hắn ta đã bị oan hồn của hai mẹ con người phụ nữ lấy đi mạng sống. Sang đến ngày thứ 8 kể từ khi hai mẹ con của họ chết, 8 tên côn đồ tham gia đánh người chồng hôm đó, cộng với mấy tên đã đập phá tang lễ của người chồng đều chết liên tiếp. Mặc dù địa điểm chết của mỗi tên đều khác nhau, nhưng mà tất cả đều có chung một điểm, toàn thân không hề có thương tích. Nhưng bộ dạng ghi chết đi lại giống nhau, tất cả đều là do quá sợ hãi mà chết. Nhất thời tin tức này được lan truyền rộng rãi, người dân chúng tôi ở đây chưa bao giờ cùng một lúc xảy ra nhiều cái chết quỷ dị như vậy. Về sau này có một truyền thuyết cho rằng những người hàm oan mà chết vì quỷ hồn của họ sẽ xuất hiện để báo thù rửa hận. Cũng kể từ đó cái giếng đang trong vắt đột nhiên trở thành màu đen và vô cùng hôi thối. Nước giếng trở thành đen ngòm còn chưa nói, trên mặt nước còn liên tục sủi bọt. Một số nhà gần đó còn cho rằng mỗi khi vào lúc đêm họ đều nghe thấy tiếng khóc trẻ con, tiếng cười sắc lạnh như xé vải của người mẹ. Trong đêm khuya thành vắng, những âm thanh đó nghe vô cùng khủng bố, sợ đến mức mỗi khi mà trời nhá nhem, chúng tôi lại không ai dám ra khỏi nhà, kể cả ban ngày cũng không dám đến gần cái giếng đó nữa. Chúng tôi cuối cùng không còn cách nào khác, các bậc cha chú của chúng tôi đã thỉnh một vị đại sư rất nổi tiếng tới lập đàn tác pháp. Đầu tiên là ông ta lập đàn tác nghiệp bên cạnh giếng, sau đó vị đại sư đó bảo chúng tôi dùng những tấm gỗ dày đóng kín miệng giếng đại. Trên mặt chính là những tấm ván gỗ đó. Ông ta họa đầy phù triền bằng chu sa, mặt dưới dán một đạo phù đã được trưởng môn của ông ta dâng hương cúng phụng suốt mấy chục năm. Sau khi làm pháp sự xong, ông ta dặn chúng tôi tuyệt đối không được vào lại cái giếng đó hay làm hỏng mấy tấm gỗ đó. Chúng tôi đã chung nhau xây dựng nên căn nhà gỗ, bên ngoài còn được khóa bằng một chiếc khóa sắt chắc chắn, đồng thời cảnh báo tất cả mọi người không được lại gần ngôi nhà đó. Thế hệ trước của tôi đã trải qua, cho nên tất cả những người cùng thế hệ chúng tôi đều biết rõ sự việc này. Có điều do vì sau này không còn xảy ra những sự việc bất thường, cho nên là chúng tôi không hề kể lại sự việc này cho các thế hệ sau. Thật không ngờ 50 năm trôi qua, cái giếng có quỷ đó lại bị những đứa trẻ ngu ngốc này mở ra. Sau khi nghe bà Hoa kể lại xong, tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Nhất thời trong căn nhà rơi vào bầu không khí nặng trĩu. Không ai dám lên tiếng, dù tôi đã rất sợ.
Thế nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi, bà Hoa, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Phải, chúng ta tiếp theo phải làm gì chứ? Ai cũng tỏ ra hoang mang, mọi người đều chờ bà Hoa trả lời. Mọi người đừng hoảng sợ, trước khi xe lên núi tất sẽ phải qua đường. Tôi sẽ đi thỉnh một vị đại sư tới đây, để xem có thể giải quyết được không. Bây giờ tất cả mọi người hãy về nhà đi. Đêm hôm nay chính là thời điểm quan trọng nhất, mọi người cần bảo vệ con cái ở nhà. Cô Liễu, cô hãy đến bệnh viện để canh chừng hai đứa. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, nhất định mọi người sẽ an toàn. Bà Hoa cẩn thận dặn dò mọi người. Sau khi nghe bà Hoa nói như vậy, mọi người đã yên tâm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều làm theo lời của bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.